Rồi mình xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình nấu món lẩu dê nha các bạn. Đó, đây là cái phần thịt dê nè, mình đã rửa qua nè, rượu với gừng, mình rửa cho nó sạch rượu với gừng, không còn hôi mùi đặng không còn hôi mùi dê nữa nha cả nhà. Cái đây là cái phần thịt mình đã sắt ra miếng vừa ăn rồi. Một lát mình ướp gia vị vào rồi mình xào. Còn cái phần xương này thì mình chặt ra khúc để mình nấu, mình lấy nước ngọt. Nhưng mà trước khi nấu thì mình trụng sơ qua nước sôi với mình cho miếng sả nè, miếng gừng vô với miếng muối vô mình trụng cho nó không, một lát khi nấu nó không còn hôi mùi dê nha cả nhà. Như mình là cũng đã rửa qua rượu và gừng rồi nhưng mà mình trụng lại một lần nữa để mình nấu một lát đó. Trong thời gian mình nấu mình lấy nước ngọt đó, nó không có cái hôi cái mùi dê. Rồi bây giờ trong thời gian thì mình đi cho cái nồi nước lên để mình bắt đầu mình trụng cái phần xương của dê nha cả nhà. Đó, đây là cái phần thịt dê, bây giờ mình chuẩn bị mình ướp cái phần thịt dê luôn. Rồi bây giờ mình cho vô đây 2 muỗng cà phê Acigon và tương và mùi hủ và sa tế. Cho 2 muỗng sa tế lên cả nhà. Đó. Rồi mình cho một nửa muỗng cà phê bột ngọt và nửa muỗng cà phê đường và một ít ngũ vị hương, ít thôi nha cả nhà. Rồi như vậy là mình trộn đều lên, mình để 10 phút cho cái phần thịt dê nó thấm gia vị rồi mình bắt đầu mình đi xào nha cả nhà. Rồi bây giờ Trang đi chuẩn bị cho cái nồi nước lên, mình trộn cái phần xương dê. Mình cho vô cái phần thịt dê này một miếng sả bào luôn cả nhà. Rồi, Trang đã chuẩn bị cái nồi nước sôi rồi. Bây giờ cho gừng nè, với sả vô và miếng muối vô mình trộn cái phần xương. Mình cho nó sôi lên. Rồi cái là mình vớt ra rồi mình rửa lại là được đó nha cả nhà. Đó, tại vì mình trụng cho nó một lát mình nấu á, cho nó không có bị đục nước chứ nó không còn ra cái hôi cái mùi của dê luôn nha cả nhà. Chứ mình không phải cần để nấu cho nó chín. Rồi mình trộn sơ cái phần xương như vậy là được rồi nha cả nhà. Đó, bây giờ mình lại mình rửa ra rồi mình cho vào cái nồi mình nấu, tiếp tục mình nấu. Cái phần xương mình đã rửa lại rồi nè. Rồi bây giờ mình cho cái nồi nước lên, mình chờ nước nó nóng rồi mình cho cái phần xương vào nha cả nhà. Đây, Trang đã chuẩn bị cái nồi nước rồi nè. Nó cũng đã gần nóng rồi. Đó, đợi mình nó trùng tim thì mình cho cái phần xương vào mình hầm. Mình hầm thật là lâu luôn cho nó ra nước ngọt nha cả nhà. Này, Trang cũng có đã chuẩn bị sẵn là củ cải trắng nè. Củ cải trắng ra sắc ra miếng vừa ăn. Rồi cái này là cái phần khoai môn. Mình sắc như vậy rồi một lát mình chiên sơ rồi cho nó vàng nha cả nhà. Và đậu hũ trắng, hành tây. Ngoài đây là miếng tỏi băm nè, sả băm để lát mình phi thơm lên rồi mình cho thịt vào mình xào. Còn gừng này thì còn mình còn lại nè, lát cho vô cái nồi nước lẩu luôn nha cả nhà. Còn đây là cái phần chao để một lát mình pha nước chấm luôn nha cả nhà. Rồi, bây giờ cái phần nước nó cũng đã sôi rồi, gừng sôi rồi, bây giờ mình cho cái phần củ cải trắng với cái phần xương bò vô cái xương dê vào mình hầm.
cái phần của môn á, thì một lát mình chiên rồi mình cho nó vào sau nha cả nhà. Giờ mình cho cái phần củ cải trắng vào trước để mình hầm hầm chung với cái phần xương nè. Rồi bây giờ mình đi cho cái phần bột niêm vào luôn. Rồi bây giờ mình cho cái phần bột niêm rồi vô trong cái nồi nước luôn nha cả nhà. Đó, mình cho là 1 muỗng rưỡi bột niêm nè, rồi 1 bột ngọt. Và cho 1 tí xíu muối luôn nha các bạn. Đường, tại vì hồi nãy mình cũng có niêm ở trong cái phần thịt dê mình ướp rồi, nên mình cho từ từ một lát rồi mình cho tiếp luôn nha các bạn. Rồi mình cho 2 muỗng tương đen. Rồi mình ninh cái nồi xương này cho nó ra cái độ ngọt, rồi mình lấy cho cái phần đậu hũ nè, rồi khoai môn vào sau. Với mình bây giờ mình đi xào cái phần thịt dê mình đã ướp. Mình cho cái phần gừng vào luôn nha các bạn. Rồi mình cho cái phần thảo quả nè, rồi quế, rồi đinh hương vô luôn để nó ra mùi thơm, có mùi thơm như cả nhà. Mình có bột thì mình vớt bỏ cái phần bột này đi để cho cái phần nước nó được trong hơn. Rồi bây giờ xi qua Trang đi xào cái phần thịt dê nè. Mình cho 1 muỗng dầu ăn vô, mình cho đi phi thơm tỏi với sả, rồi mình cho thịt vào mình xào. Dầu đã nóng mình cho vô mình xào cho nó thơm luôn, rồi mình mới cho cái phần thịt dê vào mình xào. Phần sả tỏi đã dậy mùi thơm lên rồi, mình cho cái phần thịt dê vào luôn. Rồi cái phần thịt dê Trang xào như vậy là được rồi nè các bạn. Đó, bác Trang cho vô cái nồi chung với cái nồi mình hầm xương dê luôn nha các bạn. Đó, rồi như vậy là mình được rồi. Rồi bây giờ mình xây qua mình đi chiên cái phần khoai môn cho nó vàng ở lớp bên ngoài luôn các bạn. Đó, bây giờ mình đi chiên cái phần khoai. Mình chỉ chiên vàng cho nó vàng cái lớp bên ngoài thôi các bạn, hơi vàng là được rồi. Thank you.
cái phần khoai môn này mình chiên như vậy là được rồi các bạn. Nãy mình mua cả một củ luôn á, nhưng mà về mình gọt ra nó hưng hết một nửa củ luôn các bạn, nên nó còn có như đây này. Rồi mình chiên như vậy là được rồi nha các bạn, đừng để vàng quá. Mình cắt đĩa mình gấp ra, rồi mình một lát chừng nào cái phần thịt dê chín rồi mình mới cho cái phần khoai vào nha các bạn. Nếu mình đừng có cho sớm quá là nó rã hết luôn á. Còn khoai với đậu hũ rồi mình cho nó chín rồi mình đem, khi nào mình cho nó vô rồi cái mình là đem lên mình ăn liền luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình đi chuẩn bị đi pha cái phần nước chấm luôn. Rồi bây giờ mình quay qua cái nồi nước lẩu cho các bạn xem. Đó, nồi nước lẩu đấy các bạn. Nó sôi nè. Rồi mình cho miếng sả vô luôn nha các bạn. Rồi, bây giờ mình đi pha cái phần nước chao để mình chấm. Cho chao và nước vô luôn nha các bạn. Rồi mình cho đường, chao đường. Rồi một miếng sả bông. Rồi mình cho cái phần nước của sa tế. Nếu bạn nào thích ăn cay thì mình cho, còn không thì thôi. Đây là cái phần nước chấm của mình nè các bạn. Rồi bây giờ mình cho cái phần thịt dê xào nãy vô luôn nha các bạn. Cái phần thịt mình cho vô hồi nãy giờ mình nấu hồi nãy giờ nó cũng đã mềm rồi nè cả nhà. Đó, rồi bây giờ mình cho cái phần khoai môn vô luôn. Mình cho khoai môn và cái phần đậu hũ trắng vô luôn nha cả nhà. Còn cái phần hành tây thì mình cho vô sau. Mình nấu chín rồi mình nêm nếm lại cho vừa ăn với khẩu vị của gia đình mình nha các bạn. Rồi, cái phần khoai môn nó đã chín rồi, bây giờ mình cho cái phần hành tây lên luôn. Hành tây lên là mình có thể tắt bếp và múc ra cái nồi đất để cho nó nóng lâu hơn nha cả nhà. Rồi, đây là Trang đã chuẩn bị cái nồi rồi nè cả nhà. Đó, cái nồi đất nè để mình múc ra nha cả nhà. Rồi cái phần lẩu dê của mình đã xong rồi nè cả nhà ơi. Đó, mình ăn kèm với rau, mình thích rau nào thì ăn rau đó nha cả nhà. Cải bè xanh nè, còn ô cũng được, nhưng hôm nay gia đình Trang là đi có mồng tơi và rau muống thôi. Ăn kèm với mì trứng nè, và về mình chấm với nước chấm chao hồi nãy mình pha nè nha các bạn. Đó, đây là lẩu dê rất là thơm ngon luôn, không có nghe mùi dê nha cả nhà. Trước khi chế biến mình phải rửa thật kỹ qua rừng gừng với rượu. Rồi mình cảm ơn tất cả các bạn nha, trong suốt thời gian qua đã ủng hộ mình. Các bạn xem video của mình thấy hay thì cho mình một like, một chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Rồi mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp.